Rồi, alo. Như vậy, hôm nay lớp 7 chúng ta tiếp tục tiếp theo. Chúng ta sẽ học bài 5 tiết thứ 20. Ở tiết thứ 20, chúng ta sẽ có hai nội dung. Thứ nhất, ôn tập bài hát đi cắt lúa, và sau đó học bài tập đọc nhạc số 6. Trước tiên, mình sẽ khởi động nhạc. Chúng ta sẽ đọc 5 nốt Do, Re, Mi, Fa, Son, Fa, Mi, Re, Do. Đọc lên và đọc xuống như thầy nha. Do, Re, Mi, Fa, Son, Fa, Mi, Re, Do. Hai, ba. Do, Re, Mi, Fa, Son, Fa, Mi, Re, Do. Hai, ba. Do, Re, Mi, Fa, Son, Fa, Mi, Re, Do. Do, Re, Mi, Fa, Son, Fa, Mi, Re, Do. Rồi, chúng ta vừa mới luyện thanh xong. Bây giờ tiếp theo, chúng ta sẽ ôn lại bài hát đi cắt lúa. Trước khi ôn thì mình sẽ nghe lại bài hát này trước như này. Bài hát đi cắt lúa. Em vui ha hát ca, hò với tiếng chiêng vang lừng. Đón lúa mới về ông nó khắp sân bản làng ê. Từng đàn em vui ha hát ca, mừng lúa ngát hương ê. Đón lúa mới về sương vui khắp sân bản làng ê. Đàn em vui ha hát ca, hò với tiếng chiêng vang lừng. Đón lúa mới về ông nó khắp sân bản làng ê. Từng đàn em vui. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Sau khi nghe thì em hãy nêu tính chất và nội dung của bài hát này như thế nào. Thứ nhất, tính chất của nó hồn nhiên, lạc quan và trong sáng. Còn phần nội dung thì diễn tả không khí ngày mùa đang về đêm buôn làng Tây Nguyên. Bây giờ em hãy trình bày lại bài hát này. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần tập đọc nhạc. Chúng ta học bài tập đọc nhạc số 6, Xuân về Yên Bản. Đây là một đoạn trích được sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Đoàn. Trước tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài. Bài hát được viết ở nhịp 2, 4.
chúng ta phải nói cho thầy những ký hiệu có trong bài, chúng ta sử dụng trong bài. Thứ nhất, các dấu, dấu liên. Đây, chúng ta thấy lần lượt từng dấu liên hiện ra. Rồi, tiếp theo là trường độ hình nốt. Người ta sử dụng những hình nốt như nốt móc đơn, nốt đen, đen chấm dôi, nốt trắng, vân vân. Tiếp theo, cao độ. Đó là người ta sử dụng là đồ, rê, mi, son. Bài viết được viết ở giọng kết thúc bằng nốt là, cho nên đó là giọng là thứ. Chúng ta sẽ chia câu. Câu thứ nhất, người ta chia bài hát đoạn nhạc này thành 4 câu. Câu thứ nhất, từ nhịp nhàng cho tới lời ca. Câu thứ hai, rì rào cho tới xanh thắm. Câu thứ ba, kìa trong nắng vàng cho tới lá đưa. Và câu cuối cùng, như ngàn chim hót cho tới tươi về. Chúng ta nhận thấy trong bài người ta sử dụng âm hình tiết tấu, đó là đen móc đơn. Bây giờ mình sẽ cùng nhau luyện tiết tấu. Đây, đen đơn đen đen. Đen đơn đơn đen đơn 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 trắng. Rồi chúng ta có thể đọc ứng với các chữ ta, ti, ti, ta, ti, 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 tu. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc game là thứ nhé. Game là thứ sẽ gồm các nốt từ là cho tới lá, là tới la. La di do re mi fa son la la son fa mi re do si la. Tiếp theo, chúng ta sẽ đọc từng câu trong bài tập đọc nhạc. Ở câu 1 chúng ta thấy nốt mi bắt đầu, nghe nốt, nghe cách nhạc. Mi mi son la la đô la son mi son la. Câu 1, mi mi son la la đô la son mi son la. Mi mi son la la đô la son mi son la. Hai ba. Mi mi son la la đô la son mi son la. Rồi bây giờ ta hát theo nhạc này. Mi mi son la la đô la son mi son la. Lần nữa. Mi mi son la la đô la son mi son la. Lần thứ ba. Mi mi son la la đô la son mi son la. Câu hai, nhịp ta xuống câu hai.
Rê rê son mi, mi son đô la đô rê mi. Rê rê son mi, mi son đô la đô rê mi. Rồi cả lớp hai bạn. Rê rê son mi, mi son đô la đô rê mi. Rồi nhanh hơn một chút. Rê hai bạn. Rê rê son mi, mi son đô la đô rê mi. Rê rê son mi, mi son đô la đô rê mi. Rồi bây giờ chúng ta hát vào nhạc của cái này nhé. Rê rê son mi, mi son đô la đô rê mi. Lần thứ hai. Rê rê mi, mi son đô la đô rê mi. Lần ba. Rê rê son mi, mi son đô la đô rê mi. Rồi bây giờ chúng ta cùng rap hai câu nha. Mi mi son la hai ba. Mi son la la đô la son mi son la. Rê rê son mi, mi son đô la đô rê mi. Một lần nữa. Mi mi son la. Rồi, chúng ta sẽ sang câu 3 và câu 4. Câu 3. Đô rê mi la đô la đô mi rê. Đô rê mi la đô la đô mi rê. Cả lớp 2, 3. Đô rê mi la đô mi rê. Chúng ta đọc bài nhạc của nhạc. Đô rê mi la đô mi rê. Lần thứ hai. Đô rê mi la đô mi rê. Lần thứ ba. Rê mi la đô mi rê. Câu bốn. Mi đô rê mi đô rê mi đô la đô la. Mi đô rê mi đô rê mi đô la đô la. Cả lớp 2, 3. Mi đô rê mi đô rê mi đô la đô la đô la đô la. Nhanh lên. Mi đô rê mi đô rê mi đô la đô la. Rồi chúng ta cùng hát với nhạc. Mi đô hai. Mi đô rê mi. Mi đô rê mi đô rê mi đô la đô la. Lại một lần nữa thì coi. Hai ba. Lần thứ ba. Mi đô hai ba. Mi đô rê mi đô rê mi đô la đô la. Vậy mình hát cả hai câu 3 4 luôn nha. Đô rê mi la. Đô rê mi la. Đô rê mi la đô la đô mi rê. Mi đô rê mi đô rê mi đô la đô la. Rồi bây giờ mình rap cả bài ha. Mi mi son la. Cả lớp được rồi. La đô la son mi son la. Rê rê son mi, mi son đô la đô rê mi. Đô rê mi la đô mi rê. Mi đô rê mi đô rê mi đô la đô la. Rồi ta làm lại lần nữa. Mi mi son la. Mi mi son la.
lời tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ rap phần lời vào cái hệ nha. Đào dưới rêu lúa ngàn xanh thắm, kia trong nắng vàng tiên kèn lá đưa, như ngàn chim hót mùa xuân tươi về. Chợt từ cánh hoa thắm bao lời ca, tường rừng khắp nơi cánh dù bơi vơi, kia trong cánh xòe nô đùa với hoa, do ngàn chim hót lời ta đi về. Giờ chúng ta hát lại lời một lần nữa như này. Nhịp nhàng cánh hoa gió đưa lời ca, trên vùng cao. Về nhà, chúng ta học thuộc bài hát Đi cắt lúa, dân ca Hơ Rê ở Tây Nguyên. Tiếp theo đọc nhạc và ghép lời ca thuần thục bài tập đọc nhạc số 6 Xuân Về Trên Bản. Và tiết học của chúng ta tới đây là hết rồi. Xin chào các em và hẹn gặp lại.